Hello, chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái cách để anh em có thể là tải những cái app Trung Quốc rất dễ dàng nhé. Ok. Thì đầu tiên anh em cần chuẩn bị giúp mình là một cái ID Apple này. Anh em đăng nhập vào tài khoản giúp mình nhé. Đây, anh em sẽ vào setting. Anh em chọn đến mục iTunes and App Store. Đây, anh em đăng nhập vào đây nhé. Hay phần ID Apple này. Ok, thì tiếp theo anh em vào App Store này. Thì ở đây giao diện của nó đang là tiếng Việt. Tại vì chúng ta đang đặt quốc gia là Việt Nam ấy. Thì bây giờ anh em sẽ chuyển sang Trung Quốc cho mình nhé. Thì bây giờ anh em sẽ nhấn vào đây cái avatar này. Nhấn vào account. Anh em sẽ để ý giúp mình là cái mục thứ hai phần quốc gia và vùng nha. Anh em nhấn vào. Em sẽ nhấn vào thay đổi quốc gia hoặc vùng. Và anh em chọn là Trung Quốc đại lục cho mình nhé. Ở dưới. Đây Trung Quốc đại lục này. Nhấn vào. Anh em nhấn vào đồng ý điều khoản nhé. Đồng ý. Ở cái phần thanh toán này, phương thức thanh toán này anh em sẽ chọn vào 0. Ok, còn những cái phần này thì em điền giống mình nhá. Em sẽ điền là AAA này. Ở đây là AAA này. Cái này cứ chọn một cái nhá. Và cái phần này là phần số điện thoại. Thì cái mã vùng của Trung Quốc là 86. Anh em nhập 86 và thêm vài số nữa nhá. Nhấn vào tiếp theo. Ok, anh em nhấn vào xong. Đó, thì cái giao diện nó sẽ chuyển sang giao diện Trung Quốc nha. Anh em sẽ có thể tìm tất cả các app Trung Quốc. Ở đây mình sẽ tải app TikTok nha. Và mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng nhập cái app này luôn nha. Ok, vậy đó. Vậy nó đăng tải rồi nha. Anh em chờ một xíu cho nó tải. Cái phần này thì anh em có thể tua nhanh cho mình nhá. Đây thì mình cũng giới thiệu trong khi chờ tải thì mình cũng giới thiệu thêm cho anh em là cái app mà những TikToker chuyên nghiệp thì hay sử dụng. Đây. Bất cứ một cái hiệu ứng gì cũng có trên này. Thì sau mình sẽ chia sẻ cho anh em cái app này nhá. Đây xem demo này. Đó. Đây, anh em có thể tạo một cái rất dễ dàng, anh em nhấn vào nút đỏ nhé. Đấy. Cái này thì mình sẽ làm clip riêng. Ok. Anh em chờ tạo sẽ một chút thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng nhập luôn. Ở đây là cái app WeChat. Có anh em nào thắc mắc cái cách đăng ký WeChat không nhỉ? Cái này cũng khá khó ấy. Các anh em quan tâm thì mình sẽ làm clip là sao. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng ký tài khoản nha và đăng nhập nha. Anh em đầu tiên anh em sẽ chọn mã vùng là Việt Nam cộng 84 nha. Hiệu đọc số ấy. Số mẹ. Ừ. Số mẹ được số. Em qua rồi. Ừ, số mẹ. 097 à 09. Mẹ ơi. Số mẹ ăn đâu ra gì ấy? Không chín mẹ vậy. 684 605. Rồi anh em nhớ mình scan code này đâu. Mẹ đi đâu. Xin mẹ mã code đi. Ở đây mình sẽ mượn máy của mẹ mình nhé. Bảy chín bảy sáu.
7976. Ok, anh em sẽ nhập tên nha. Mình sẽ nhập tên là Hưng này. Ngày sinh. Mình sinh 19 tháng 1. 99 nha. Giới tính thì mình sẽ chọn là male. Ôi. Vậy đăng nhập được nha. Lần trước mình có nhớ là mình đăng nhập sẽ phải xác minh một vài cái bước, nhưng bây giờ đăng nhập dễ hơn rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách để cài lại khu vực Việt Nam nhé. Không thì nhớ anh em không biết tiếng Trung không biết. Anh em vào App Store này. Anh em vào tương tự như vừa nãy. Anh em chọn thay đổi quốc gia và vùng nhé. Cái dòng thứ hai này. Ở đây anh em sẽ nhấn vào. Và anh em gạt xuống dưới. Gạt xuống dưới cùng nhé. Anh em nhìn này, chọn đúng cái chữ này cho mình. Anh em nhìn đúng chữ nhé. Đây này. Đây là Việt Nam này. Việt Nam. Ok, anh em sẽ nhấn vào đồng ý. Đồng ý lên với điều khoản này. Đó, cái phần này thì anh em làm tương tự, nhấn vào 0 này. Tên đường. Những cái phần bắt buộc này anh em nhập. Cứ nhập tùy chọn cho mình nha. Phần điện thoại thì anh em 84 mấy số cả. Nhập 9 số nhé. Ở đây. Anh em phải nhập 84 vào từ ô này. Đây. Đây. Còn những ô khác nhập tùy nhé. Nhấn vào xong này thì nó sẽ quay lại cái quốc gia Việt Nam. Ok chưa? Ok nha. Ok thì clip của mình hướng dẫn đến đây là hết. Hy vọng là anh em sẽ làm được. Và nếu anh em thấy hay thì đừng quên tặng cho mình một like và một comment nha. Ok, thì bye bye.